X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, anh hùng hào kiệt nhất tề nổi dậy, mà Viên Thiệu nhòm ngó bốn châu, hùng mạnh vô địch. Tào Tháo định ra sách lược tác chiến, chinh phục thiên hạ, kiêm thuật pháp trị của thân bất hại, thương ưởng, gồm mưu kế lạ của Hàn Tín, Bạch Khởi, bổ nhiệm quan lại dựa vào tài năng, không cảm tính mà dùng mưu kế, chẳng nhớ thù cũ, cuối cùng làm nên nghiệp lớn. Chiến thắng Viên Thiệu là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của Tào Tháo. Tào Tháo có thể thành công là vì ông ta tinh thông mưu lược và giỏi dùng người. Ngày hôm nay, X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về đạo dùng người của Tào Tháo. Đây là nội dung cốt lõi trong đạo thành công của Tào Tháo. Đạo dùng người, kỳ thực chỉ có hai vấn đề. Một là dùng người nào, hai là dùng ra sao. Trong hai vấn đề này, Tào Tháo và Viên Thiệu hoàn toàn trái ngược nhau. Bởi vậy Thiên Thượng đã an bài kẻ chiến bại từ trước đại chiến Quan Độ. Bài chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu về việc dùng người nào. Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, trước đại chiến Quan Độ, Viên Thiệu hùng mạnh nhất ở Trung Nguyên. Ông ta có sức hấp dẫn cá nhân, cũng hiểu tầm quan trọng của nhân tài và mối quan hệ giao lưu với mọi người. Theo Tam Quốc Chí, thời trẻ Viên Thiệu đã quảng giao hào kiệt ở Kinh Thành, thường xuyên mở tiệc, tổ chức tụ họp trong nhà mình, đón đến tiễn đi, kết bè kết đảng, đông như chảy hội, cũng kết giao hàng loạt những người có địa vị và tiếng tăm trong xã hội. Chuyện này, có lần làm các quan lại cấp cao trong triều Hán không hài lòng, buông lời gièm pha Viên Thiệu nuôi tử sĩ có ý đồ riêng. Người chú của Viên Thiệu là Viên Ngỗi mắng Viên Thiệu, mày định hại cả nhà họ Viên diệt môn đấy ư. Viên Thiệu bấy giờ mới bớt phóng túng, đến làm quan dưới trướng đại tướng quân Hà Tiến. Hiển nhiên giới quý tộc, nhân sĩ bấy giờ đều nhận ra Viên Thiệu muốn học theo tứ công tử thời Tiên Tần, Mạnh Thường Quân, Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân và Xuân Thân Quân. Bốn vị này đều minh trí mà trung tín, khoan hậu và yêu người, tôn hiền mà trọng sĩ, bởi vậy nổi danh thiên hạ, một câu gọi trăm kẻ thưa. Sự vẻ vang ấy khiến người ta ngưỡng mộ. Viên Thiệu xuất thân cao quý, tuấn tú lịch sự, là một mỹ thiếu niên, nên cảm thấy mình có tư cách và cũng nên trở thành một vị công tử như vậy. Nhưng tiếc thay, Viên Thiệu chỉ học được chút ít bề ngoài chứ không học được tinh túy. Không sợ tốn tiền thì có lẽ học được đấy, song minh trí và trung tín, khoan hậu mà yêu người, tôn hiền mà trọng sĩ thì chưa chắc. Viên Thiệu kết giao với người khác chỉ có một nguyên tắc, phải là người nổi tiếng cả nước mới được gặp. Đây là một kiểu thiên kiến, cũng là một kiểu làm màu và khoe mẽ. Viên Thiệu làm vậy là muốn nói với mọi người, Viên đại công tử không phải bà ai cũng gặp. Thế chẳng phải khoe mẽ đấy ư? Quan trọng hơn, Viên Thiệu kết giao với người nổi tiếng là để cao bản thân chứ không phải thật lòng muốn dùng sự thông minh tài trí của họ. Viên Thiệu xưa nay luôn tự coi mình là siêu phàm, không nghĩ rằng có ai hơn mình, vì vậy cũng chẳng cần lôi kéo nhân tài thật, chỉ cần có thể dùng để trang trí một chút là được. Ấy chính là làm màu. Do đó, ông ta có thể làm bộ hạ mình trước kẻ sĩ, nhưng trong lòng lại bảo thủ cố chấp. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến ông ta có thể tập hợp mọi người, song không thể dùng. Vị quân sư số 1 của Tào Tháo là Tuân Úc từng nhận xét chính xác về Viên Thiệu. Thiệu cậy ra thế, tô vẽ diện mạo trí tuệ, để lấy danh tiếng, nên những kẻ sĩ kém tài theo nhiều. Bàn về Tào Tháo thì ông ta hoàn toàn trái ngược với Viên Thiệu. Phương châm của ông ta là thực sự cầu thị, đề bạt người tài, không hề câu nệ, ai đến cũng nhận. Dưới tiền đề này, Tào Tháo đã xử lý ổn thỏa 5 mối quan hệ. Thứ nhất là danh và thực. Quan điểm của Tào Tháo là danh phải có thực, trọng thực tế hơn. Tào Tháo hiểu rõ tầm quan trọng của nhân tài, cũng tỏ tường sức nặng của bản thân. Ông ta biết, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, muốn nên nghiệp lớn thì phải có người giúp đỡ. Ông ta cũng biết, bối cảnh, sự từng trải, địa vị, thực lực của mình đều không bằng người khác. Ông ta không có một gia tộc to lớn như Viên Thiệu, cũng chẳng có sẵn cơ nghiệp như Tôn Quyền. Ông ta thậm chí còn không có một tấm danh thiếp để khoe khoang như Lưu Bị. Vốn liếng chính trị của ông ta ít ỏi nhất, vì vậy ông ta cần nhiều người giúp đỡ và ủng hộ, nhất là phải tranh thủ sự hợp tác của danh gia vọng tộc để giúp Hiệu Triệu. Giúp đỡ được là tốt nhất, mà tiếp tay, góp giọng, cho dù bợ đỡ cũng được. Cần người có tài, cần người có tiếng, cũng cần kẻ chỉ có hư danh, tóm lại càng nhiều càng tốt. Thậm chí, Tào Tháo không yêu cầu họ thực sự có tác dụng, chỉ cần có thể làm trang sức cũng được. Ông ta cũng không yêu cầu họ thật lòng, thật dạ ủng hộ mình, chỉ cần họ không công khai chống đối là được. Cho nên, ngay sau khi nghênh đón thiên tử rời đô về Hứa Xương, Tào Tháo đã thâu nạp hàng loạt nhân tài, cho dù bên mình có nhiều kẻ không phục tùng thực sự. Tuy nhiên, Tào Tháo vẫn yêu thích những người có chân tài thực học hơn. Tào Tháo rất có suy nghĩ bình dân và tinh thần thiết thực. Ông ta có câu danh ngôn, không thể tham danh hão mà chuốc lấy họa thực. Ông ta không hề coi trọng hư danh. Ông ta nhường chức vụ đại tướng quân cho Viên Thiệu là biểu hiện không tham danh hão.
ông ta cũng không sùng bái người nổi tiếng. Người nổi tiếng và người có thực tài là hai khái niệm khác nhau. Người nổi tiếng chưa chắc đã có thực tài thực sự, họ thường là thùng rỗng kêu to. Nhất là vào thời kỳ loạn lạc, những kẻ hào nhoáng không ít, Tào Tháo không mắc lừa họ. Thứ hai là đức và tài. Quan điểm của Tào Tháo là tài đức vẹn toàn, đề bạt người tài. Tào Tháo từng ba lần ban bố lệnh cầu hiền. Trong đó Tào Tháo nêu rõ, hiện giờ thiên hạ chưa yên, đang lúc cần gấp nhân tài, vì vậy chỉ có thể xem xét có tài hay không, chứ không thể bới lông tìm vết, để ý quá nhiều. Nếu khăng khăng yêu cầu phẩm chất đạo đức hoàn hảo, mọi mặt đều 10 phân vẹn 10, thì Tề Hoàn Công đâu thể thành bá nghiệp. Cao Hoàng đế đâu thể sáng lập ra Đại Hán. Cho nên chỉ cần có tài, có thuật trị quốc dùng binh, dù tiếng tăm không tốt, hành vi bị người ta nhạo báng, thậm chí bất nhân bất nghĩa, cùng mong mọi người tiến cử, ta nhất định trọng dụng tùy theo năng lực cống hiến của người đó. Nội dung lệnh cầu hiền của Tào Tháo có ý nghĩa lý luận quan trọng trong lịch sử Trung Hoa. Nó thay đổi chế độ dùng người của quốc gia. Nó cũng gây ra bao cuộc tranh luận về mối quan hệ đức và tài trong dùng người. Cảnh giới lý tưởng đương nhiên là tài đức vẹn toàn. Nhưng khi đức và tài không thể hội đủ thì nên cân nhắc dùng bên nào và bỏ bên nào. Cách làm truyền thống là chọn đức không chọn tài, ít ra là đức trước tài sau, vậy mà Tào Tháo lại nêu rõ đề bạt người tài. Đề bạt người tài tức là chỉ cần có tài là được, đức có thể không xét đến, thậm chí bất nhân bất nghĩa cũng chẳng sao. Đương nhiên, điều này có thể khiến thế nhân kinh hãi, hiểu lầm, vì thế cần giải thích thêm. Tào Tháo nói vậy không phải là không cần đức. Tào Tháo rất chú trọng đạo đức. Ông ta thậm chí còn rất tôn trọng những người có đạo đức cao thượng thật sự. Ví như Thôi Diễm đứng đắn nho nhã, Mao Giới liêm khiết làm theo phép công, Tào Tháo đều rất kính trọng. Ông ta thường bảo Thôi Diễm là tấm gương cho mọi người, là mẫu mực thời đại. Lại còn nói, nếu tuyển chọn quan lại đều giống như Thôi Diễm, Mao Giới thì mọi người đều tự giác nề nếp, ta cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Thế nhưng, Tào Tháo chắc chắn không phải là người theo thuyết duy đạo đức. Ông ta không hề cho rằng đạo đức là tiêu chuẩn duy nhất trong tuyển chọn nhân tài, thậm chí không cho rằng đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Vậy tại sao lại như vậy? Theo góc nhìn của chúng tôi thì có 3 vấn đề chính. Một là, có đức mà không có tài nếu tuyển chọn, tuy phẩm hạnh tốt nhưng không biết việc thì cũng chẳng làm được gì cả, là người tốt vô dụng. Hai là, yêu cầu quá cao, một số người có tài năng thậm chí có tài năng đặc biệt nhưng không được tuyển chọn vì phẩm chất đạo đức có tì vết hoặc có vấn đề. Ba là, giở trò dối trá. Ví như để được tuyển chọn, họ làm mầu chính trị, làm bộ đạo đức, kết quả đạo đức trở thành vô đạo đức. Vậy chủ trương tài đức vẹn toàn không được sao? Thôi Diễm, Mao Giới tài đức vẹn toàn đó thôi. Chủ trương này đương nhiên là tốt, nhưng đó là cảnh giới lý tưởng. Thời Thái Bình, thịnh trị ổn định, có thể từ từ tìm kiếm được người nào hay người nấy. Nhưng trong thời buổi loạn lạc, Tào Tháo muốn làm chuyện phi thường, thì không thể cầu toàn, tiến hành từng bước mà phải trọng thưởng cho người có công, trọng dụng người có tài. Quan điểm của Tào Tháo lúc này, rõ ràng là thời bình chuộng đức hạnh, có chiến sự thì thưởng công lao, tài năng. Trên thực tế, đức và tài không phải lúc nào cũng có thể hội đủ, danh và thực cũng chưa chắc có thể thống nhất. Người phẩm hạnh chưa chắc có năng lực, người có năng lực chưa chắc có phẩm hạnh. Tương tự người có xuất thân tốt chưa chắc có trình độ, người có trình độ chưa chắc có xuất thân tốt. Tào Tháo nói, Y Doãn, Phó Duyệt chẳng phải là nô lệ đấy ư? Tiêu Hà và Tào Tham chẳng phải là huyện lại sao? Trần Bình chẳng phải mang tiếng xấu sao? Ví như Hàn Tín chẳng phải bị người ta chế nhạo sao? Nhưng các bậc quân vương xưa đã trọng dụng họ, hơn nữa lại nhờ họ để đạt được thắng lợi và thành công. Lẽ nào điều này còn chưa làm rõ vấn đề? Thứ ba là về Liêm và Tham. Quan điểm của Tào Tháo là trọng dụng thanh quan, không trách tham nhỏ. Đã đề bạt người tài thì không câu nệ. Tài đức vẹn toàn tất nhiên là tốt, song có chút khuyết điểm cũng không hề gì. Theo như Ngụy Lược sử chép, Tào Tháo có người đồng hương là Đinh Phỉ. Người này hay tham món hời nhỏ, có lần lợi dụng chức quyền đổi con trâu gầy của nhà mình lấy một con trâu béo của công, kết quả bị bãi quan. Tào Tháo gặp ông ta, cố ý hỏi, Văn Hầu à, ấn quan của ông đâu rồi? Đinh Phỉ cười cợt đáp, cầm đi đổi bánh nướng ăn rồi, Tào Công à. Tào Tháo cười ha hả, quay đầu nói với Tùy Tùng, Mao Giới trước kia, nhiều lần yêu cầu ta phạt nặng Đinh Phỉ, ta bảo với ông ấy, Đinh Phỉ chỉ như con chó biết bắt chuột nhưng hay ăn vụng, giữ lại vẫn còn có chỗ hữu dụng. Thứ tư là Hàng và Phản. Quan điểm của Tào Tháo là chiêu hàng nạp phản, bỏ hết hiềm khích. Không câu nệ thì không hỏi xuất thân. Thậm chí, ngay cả người bên địch ông ta cũng đều tìm cách lôi kéo sang để mình sử dụng. Năm viên đại tướng đứng đầu dưới trướng của Tào Tháo có đến 3 người là tướng chiêu hàng từ quân doanh kẻ địch. Trương Liêu vốn là bộ tướng cũ của Lữ Bố, Trương Cáp là đại tướng của Viên Thiệu, Từ Hoảng là bộ tướng của Dương Phụng.
các mưu sĩ nổi tiếng như Hứa Du, Trần Lâm, Vương Tu đều được Tào Tháo trọng dụng, dù trước đây họ chống đối ông. Ví như Trần Lâm khi làm quan dưới trướng Viên Thiệu, đã thảo hịch mắng chửi thậm tệ ba đời tổ tông Tào Tháo, khi Viên Thiệu bị diệt, Tào Tháo vẫn trọng dụng Trần Lâm, phong cho ông ta làm Tư Không Quân Mưu Tế Tửu. Cảm động hơn cả là Vương Tu, sau khi Viên Đàm con Viên Thiệu bị giết, Vương Tu khóc nức nở tìm Tào Tháo, xin Tào Tháo phê chuẩn cho mình thu nhặt xác Viên Đàm. Tào Tháo cố tình không đồng ý. Vương Tu nói, tôi chịu ơn dày của họ Viên, nếu được khâm liệm thi thể Viên Đàm rồi chết cũng không hối hận. Tào Tháo khen Tu có nghĩa, bèn ưng thuận. Sau đám tang của Viên Đàm, Vương Tu thành mưu sĩ quan trọng của Tào Tháo. Thực tế là, sau mỗi lần chiến thắng kẻ địch, Tào Tháo đều muốn phát hiện và chiêu mộ nhân tài trong số các tù binh. Chỉ có Lữ Bố bị giết do Tào Tháo tin nghe Lưu Bị, còn Thư Thụ, Thẩm Phối, là những người Tào Tháo đã ra sức chiêu hàng nhưng họ không theo do quá trung thành với chủ cũ là Viên Thiệu. Thứ năm là lớn và nhỏ. Quan điểm của Tào Tháo là nắm lớn buông nhỏ, không câu nệ tiểu tiết. Bất kể là trọng dụng thanh quan, không trách tham nhỏ hay chiêu hàng nạp phản, bỏ hết hiềm khích đều không phải là kỹ xảo, mà là khí độ, là đạo dùng người, không phải thuật dùng người. Ví như Trương Tú hại chết con trai cả Tào Ngang và bộ tướng Điển Vi, khi về hàng, Tào Tháo bỏ qua thù cũ, tay bắt mặt mừng phong quan tấn tướng. Hứa Du tham lam cuồng vọng, vừa nghe tới theo, Tào Tháo đã mừng rỡ khôn xiết, đi chân trần ra đón. Những chuyện này đều khiến khí độ anh hùng và lòng dạ rộng rãi của Tào Tháo hiện lên sống động trên trang giấy. Một chuyện khác, theo Tam Quốc Chí, Văn Xính là một đại tướng dưới trướng của Lưu Biểu, được giao nhiệm vụ trấn thủ phương Bắc. Lưu Biểu chết, Lưu Tông kế nghiệp. Khi Lưu Tông hàng Tào Tháo, muốn ông ta cũng đi đầu hàng. Văn Xính không chịu, trả lời Lưu Tông, Văn Xính ta không thể giữ trọn châu quận, chỉ có chờ trị tội trong châu. Về sau khi Tào Tháo xuống phía nam, Văn Xính mới đến bái kiến. Tào Tháo nửa đùa, nửa thật bảo, sao túc hạ đến muộn thế? Văn Xính đáp, trước đây tôi không thể giúp Lưu Kinh Châu phụng sự quốc gia. Bây giờ Lưu Kinh Châu đã mất, tôi chỉ muốn giữ yên Hán Xuyên, bảo vệ trăm họ. Thực sự là vạn bất đắc dĩ mới rơi vào tình cảnh này, Văn Xính tôi vừa đau buồn vừa xấu hổ, còn mặt mũi nào đến gặp Minh Công từ sớm. Nói xong Văn Xính khóc rưng rức. Tào Tháo cũng rơi lệ xót xa thay cho Văn Xính, khen ông ta là trung thần và bổ nhiệm ông ta làm thái thú Giang Hạ. Văn Xính trấn thủ Giang Hạ hơn chục năm lập nhiều công lao cho Tào Tháo. Từ đó có thể thấy, Tào Tháo xem trọng đạo đức, cũng chủ trương tài đức vẹn toàn. Nhưng Tào Tháo chú trọng là đức lớn, cũng chính là trung và nghĩa, không để tâm tới những việc nhỏ nhặt như tác phong sinh hoạt. Chỉ cần chuyện lớn không sai, chuyện nhỏ khác Tào Tháo mắt nhắm, mắt mở, không quản đến. Quách Gia Đại mưu sĩ yêu của Tào Tháo thường bị Trần Quần quở trách trong triều đường về việc làm việc không chu đáo, hay mạo hiểm. Quách Gia vẫn cứ điềm nhiên như không, không thay đổi. Tào Tháo cũng chẳng quở trách, vẫn tin yêu như trước, thậm chí còn trọng dụng hơn. Có điều Tào Tháo cũng rất thích tính cách thẳng thắn của Trần Quần. Đây chính là đạo nắm lớn buông nhỏ, có nguyên tắc và có linh hoạt. Cho nên Tào Tháo phải khẳng định Trần Quần tốt nhưng lại không truy cứu Quách Gia. Tào Tháo nắm bắt phương hướng lớn này rất tốt, cũng nắm bắt chừng mực rất khéo. X51 Story luận bàn. Tào Tháo là bậc kỳ tài thống soái. Ông ta biết là thống soái phải thâu tóm tất cả, thu hút và sử dụng nhân tài ở mức độ lớn nhất. Muốn vậy thì phải bao dung, kể cả những điều người thường không thể bao dung. Cổ nhân có câu, biển nhận trăm sông, chứa được nên lớn. Nghĩa là ai đến cũng không từ chối, người nào cũng thu nạp được. Chúng ta cùng suy ngẫm xem, trăm sông đổ về biển, khó tránh lẫn cả bùn và cát. Nếu biển cả chỉ nhận nước trong, chứ không nhận bùn cát, liệu nó có thể trở thành biển cả không? Tào Tháo tấm lòng như biển cả. Chính lòng dạ như biển cả ấy đã thu hút đông đảo nhân tài gia nhập phe cánh của ông ta. Theo sử sách ghi chép, mưu sĩ nòng cốt, mưu sĩ quan trọng và quan giúp việc các cấp của Tào Tháo tổng cộng 102 người. Trong đó những mưu sĩ nổi tiếng như Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục, Giả Hủ đều là những người chủ động bỏ chủ cũ đến đầu quân cho ông ta. Ở bài chia sẻ này chúng tôi đã cùng quý thính giả tìm hiểu về nội dung số 1 về việc dùng người nào của Tào Tháo. Chúng tôi xin hẹn quý thính giả ở video tiếp theo với nội dung số 2 về cách dùng người ra sao của Tào Tháo. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.